tai của em. Cái tai của em. Vâng, xin kính thưa quý vị và các bạn, đây sẽ là một trong những tập rất là đặc biệt. Bởi vì sao? Bởi vì tôi sẽ ăn cay. Thì ra các bạn biết tôi là một người ăn cay rất là dở, rất là kém đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay tôi sẽ làm một cái tập gọi là ăn đồ ăn cay theo 90 cấp độ gì đó. Tôi cũng không biết có bao nhiêu món ở đây nữa. 10 món. Ok, let's go. Với cấp độ đầu tiên khi mà mình ăn thì mình sẽ được ngươi nhìn nha. Những cái cấp độ sau thì nó sẽ tăng theo từng cấp độ. Wow, đầu tiên được ăn cái món này tôi thấy không có gì cay hết, mà tôi cũng không hiểu tại sao món này được liệt vô đây. Tại vì tôi rất là thích ăn cái này. Cái chân gà này khó ăn quá. Cái chân gà gì mà nó trơn quá à. Chua quá, có làm lộn món không? Món này món chua mà. Chua lè, tôi mượn ngay đó mày. Tiếp theo, bánh tráng Thủy Long An là được đồn là ngon lắm, cay lắm hay sao? Ngon hả? Trời ơi, mà nhìn cái sốt của nó này, úi dồi ôi. Nó ngon thiệt nha, cũng cay á. Ngon, bánh tráng này ngon quá. Nó cay vậy? Thôi từ cấp độ này lên cấp độ này nó là khác nhau rồi. Khỏi cuốn mày, cay lắm. Ê, ngoan mày. Cái này cái gì? Ủa trời ơi. Trời ơi má, cái mùi ê. Trời ơi cái mùi ghê quá à. Cấm cái này nữa chứ. Không, nhìn không có đẹp nha cưng. Nhìn không có đẹp nha. Nhìn rất là ghê nha. Má nó dở. Các bạn tưởng tượng giống như các bạn ăn ớt chuông xào mà các bạn nhai xong, các bạn nhai nó bã ra, xong các bạn nhả ra, xong rồi các bạn bỏ tủ lạnh, các bạn nuốt vô lại á. Nó tởm rồi, nó tởm đó chứ nó không có cay. Quỷ bánh tráng cay hơn. Cho miếng bánh tráng này coi. Tiếp theo nào. Cái gì đây? Sao mày biết nó siêu cay? Thấy đây là tteokbokki mẫm miệng, có nghĩa là ăn vô là mập. Tteokbokki mập chứ không có cay. Ngon. 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 Tôi nhớ có một thời á, có mấy youtuber mà kiểu ăn cay nhiều cấp độ, xong rồi người ta kêu là bất chấp vì tiền rồi đó, bất chấp câu view rồi đó. Giờ tôi mới hiểu cảm giác của người ta. Nó cay quá. Thì tiền chưa có. Tiếp theo sẽ là miếng cay Trùng Khánh. Nghe cái tên là thấy trùng rồi. Cũng may á là nãy giờ tôi được nghỉ ngơi trong cái lúc mà nó xôi cái này á. Cái mùi, cái mùi đúng cái mùi mấy cái đồ ăn Trung Quốc luôn á. Dở nha. Dở hơn mì gói Việt Nam nha. Miếng Việt Nam cũng ngon, miếng Phú Hương rồi đó, ngon quá trời. Nó cay em ơi. Ồ nó mặn quá à. 200 ngàn quá dễ. Tiếp theo. Biết cái này, biết cái này. Ha, à, cái này vậy là tính ra cái cấp độ cay này là nó cũng cũng chết con mực luôn hả? Ôi. Ngon. Mà mấy cái ngon ngon vậy là hay. Hay ná thở lắm nè. Later. Cái tai của em. Cái tai của em. Cay quá. Tôi nhìn thấy mày. Hết cay, hết cay. Hết cay. Các bạn ơi, không hiểu sao tôi kiếm được một cái loại snack cay mà là ớt luôn. Ui cha mẹ ơi. Eo ơi. Vị dở chứ vị mẹ gì. A few inches later. Ôi cái mùi giống như ăn ớt tươi á mọi người. Cái hương vị như mùi ớt tươi luôn á. Mà nó hăng á. Cái mùi giống như là cái mùi đồ ăn Trung Quốc á. Kỳ quá à. Help me. Mì cay. Oh shit. Này cấp độ 7 hả? Thôi tao nghĩ chừng này tiền tao ấm rồi. Tao sẽ đi về. Ấm em cái số tiền này.
Trời ơi, em không dám nhai luôn trời ơi. Em không dám nhai luôn á. Nó làm thử gì vậy ta, mới cái cọng mì nó trong suốt luôn mà nó cay vãi chưởng. Cay quá, em phải đi uống nước rồi. Nó cay nhanh lắm luôn á. Nó cay nhanh lắm. Trời ơi, em uống sữa vô nó vị chua luôn nè. Anh Nhật, ăn thử mà. Chết cha. Anh hút dữ vậy. Ngon. Mày mà bụng vô là cay yếu quá. Lấy cái này đi cho mấy người kia. Cái này là cái siêu cay mà được giới thiệu trên mạng xã hội, cay nhất thế giới luôn. Bỏ ăn thử cái này đi Phật. Đây cái snack. Thấy cái mùi ớt không? Thích không? Thích thì cho á. Không cay. Không cay hả? Nhưng mà nó. Bây giờ chúng ta sẽ unbox cái này. Một hộp 700 ngàn. Vậy thôi khỏi, tao không có nhu cầu với 2 triệu đó. Trời ơi, một hộp như này chỉ có một miếng, mà một miếng là 700 ngàn đó em. Ui, nó có cái gì nè? Any last word luôn nè. Rule for the challenge nè. Trời ơi, I destroy luôn. Jalapeno Jalapeno Tropical. Là cái xanh đẹp bà beo quá nè. Cái tiếng Tây Ban Nha. Ôi. Ôi. Cái mùi gì em ơi? Bao nhiêu cái vây cá mập vậy? Thôi tao không có ăn. Tao liếm cái này tao. Ơi cái này không phải là cay đâu mọi người. Cái này là thuốc độc đó. Trời là thuốc độc quá em ơi. Em ơi, ngớt luôn. Ngớt luôn. Bỏ cái tay đi cho tao thử vậy. Tay nó cay hơn cho tao. Ngớt luôn. Hả? Gì vậy? Mất vị vậy hả? Em phải liếm cái tay em để em coi em còn cảm giác không á. còn cái lưỡi không? Lưỡi còn không? Không, tự nhiên mình mất cái lưỡi phải không? Cay quá. Mà không có bị gì ngoài bị cay hết á. Thầy cay lắm á. Cay lắm á nha. Biết luôn hả? Nguyên. Yeah boy. Phải mà hút mà hút. Chua đâu. Cay kìa. Con tiên. Ngậm cũng được mà nhai cũng được hết á. Con tiên kìa. Con tiên rồi. Tự tin nha, tính mạng của mày đó. Tao liếm thôi, tao đã sản hồn rồi. Chưa. Chưa. Đâu thấy cũng. Chưa. Kìa. Đây cũng rồi, để y chang. Con đi khóc. Thôi con đi khóc luôn á. Vậy ăn này thôi. Chị về đó chị ngồi đi, tí nữa mới quay được chị. Tí nữa nó mới có phản ứng. Cay chưa? Em đã uống nước rồi kìa. Thấy hơi thốn mà chưa mất cay. Chưa đến mức khủng khiếp đúng không? Sao chị? Sao chị lẹ vậy? Chị bị sặc hả? Chết cha. Chết rồi. Hồi nãy em liếm cái tay em thôi mà. Ủa là em hỏi gì rồi? Sấy hỏi gì rồi? Anh Nhật đừng ăn, anh Nhật. Cái này thôi. Ăn mà xỉu là không ăn. Coi khiên nở không nhỉ? Phải ngậm nha. Em không được nhai à? Ngậm xong rồi nhai. Tốt nhất là em ngậm xong em để cho nó lan tỏa hết cái miệng của em. Không cay. Không cay, cái này không cay. Snack vậy. Nhưng mà nó mắc tới nỗi một miếng này 700 ngàn này nên em chỉ mua thiệt nên em chỉ dám cho mỗi người. Không cay. Cái gì vậy? Chưa đâu chị ơi. Mẹ chị. Em cho chị miếng ít lắm rồi á. Nó
Anh nó xỉu rồi kìa. Trời ơi. Chị đang thử chưa? Rồi. Dưới tôi ỉa. Nhai nuốt nhẹ gì cũng được tùy. Cái một khi cái chất độc này nó vô tới người em rồi thì. Anh Thành ăn cay ghê lắm đúng không anh Thành? Anh Thành ăn cay ghê lắm đúng không? Trời ơi. Cái một miếng của nó như vậy nè ông nội ơi. Còn cầm một cái tay nữa. Chưa. Không, cái này là snack nguyên chất One Chip Challenge. Nguyên chất quá hả? Là một miếng như vậy là 700 ngàn nè. Ủa trời ơi. Vãi trưởng chưa? Ở dưới ăn hết nửa rồi đó. Ôi cay chưa? Má nó mà con ngậm luôn kìa. Án sợ quá. So spicy. Ôi trời ơi, chết cha anh Thành nó cực luôn rồi. Cho nó 500 đi, nó xứng đáng. Min. Mày ăn cay được không? Hơi thôi hả? Vậy ăn miếng nhỏ thôi nè. Dữ luôn. Hả, dữ á. Mày điện sản cấp cứu người ta. Được miếng đó 500 đúng không? Đúng. Trời ơi, con này nó gan ghê á. Đừng có mạo hiểm nha em. Đồng tiền này không xứng đáng đâu. Kiểu nó nóng nóng tỏ thôi chứ không có gọi là cay. Chưa đâu. Nè, liếm thử tay chị đi. Cái đó là cái này nè. Thôi không, có khi cái miếng nó không bị gì mà mấy cái không. Chấm mấy cái gia vị. Cái này không có gì đâu. Thôi, thử đi. Thiệt á? Thiệt. Nó làm sao? Thử một xíu ở đây thôi mà. Ê, nhỏ tê lưỡi chị. Cái này đụng như vậy tê lưỡi. Tê mồm tới rồi nè. Mia. Dạ yeah, ăn được không? Ăn cay được không em? Em hả? Ờ. Em không. Xạo. Hả? 500 ngàn á. Ủa là giờ làm sao mới được 500 ngàn? Ăn đi. Không cay. Cứ ăn đi. Là tỉnh nhất không cay. Không. Ủa gì vậy? Chưa ăn. Chưa ăn nó đã. Ăn đi đừng ngại. Chị Mia ăn thử không? Không cay. Không cay thì hương hoa hả? Đúng chưa? Nói chuyện nhiều lên, Ok. Ờ, cố gắng đi em. Để chị qua chị hỏi cái này. Sao vậy em? Vẫn bình thường hả? Không, nó chỉ tê cái lưỡi lúc mà cái này nè, nó tê cái lưỡi thôi. Còn không bình thường. Hả? Chúng ta tìm được một người nữa rồi, con này nó không cay luôn nè. Cái bột mà nó cái miếng hồi nãy mình su cả đẻn rồi. Sao cay chưa? Ủa? Em ghét chị. Ủa? Hồi đấy em vì tiền mà. Em là nô lệ đồng tiền chứ không phải tại chị đâu. Nô lệ. Cay quá. Không phải kiếm tiền là dễ thôi. Ná thở. Mình nãy chỉ rồi. Em bị lỡ miệng. Nó cay người nó nhét cái miệng. Một trải nghiệm kinh hoàng. Như vậy thôi. Nhãn tuần.